Hello, hello, Galaxy Note 10 Plus. Vâng, lần này lại là những chiếc Galaxy Note 10 Plus nhưng không phải của Mỹ đâu nhá. Đây là những chiếc Galaxy Note 10 Plus bản 5G đến từ trường Hàn Quốc. Vâng, thì cũng như mọi lần thôi, lần này mình sẽ lại làm clip hướng dẫn anh em cách chọn mua được những chiếc Galaxy Note 10 Plus của Hàn Quốc một cách chuẩn nhất. Bởi vì những chiếc máy này đã ra được 1 năm rồi. Hiện tại là Note 20 Ultra rồi thì Note 10 đã được 1 năm rồi, thế nên là cái việc mà chúng ta mua phải những cái hàng mà nhảy từ nhà máy này, hay là những cái hàng được mông má tân trang lại này, hay là nói thẳng là hàng dựng ấy, nó rất là nhiều rồi. Hoặc là anh em mua nhầm bản Nhật Bản thành giá bản Hàn Quốc, hay mua nhầm bản Mỹ bằng giá bản Hàn Quốc thì cũng là một cái mà bị nhầm và thiệt thôi, đúng không? Thì những chiếc Galaxy Note 10 Plus bản Hàn Quốc này thì bản 5G ấy, là dùng 5G thì hiện tại giá trong phân khúc máy cũ nó thuộc dạng những bản sách tay, nó thuộc dạng đắt nhất. Cụ thể là bao nhiêu thì anh em có vào đường link phần phía dưới mô tả nhé, thì nó sẽ biết chi tiết theo từng tháng luôn và từng thời điểm anh em xem clip này luôn. Chứ nếu mà anh em xem giá mà mình nói bây giờ ấy, thì cụ thể nó là 13,5 triệu, là mình nói ở trong cuối tháng 8 của năm 2020 này, thì nó sẽ không chính xác theo thời gian đâu, bởi vì có thể sẽ thay đổi. Thế nên anh em cập nhật chi tiết, anh em vào đường link để dưới mô tả nhá, hay cụ thể hơn là website mbn.vn đấy. Và sau đó anh em vào mục Samsung Galaxy Note 10 để anh em xem thì nó sẽ chi tiết hơn. Đó. Thì với giá là trên 10 triệu, đến thời điểm hiện tại là trên 10 triệu mà anh em mua máy Mỹ thì nó sẽ rẻ hơn được khoảng 200, nhưng máy Nhật Bản thì nó rẻ hơn được cả triệu cơ. Đó, thì mua nhầm như thế đã thiệt thòi rồi, chứ đừng nói chuyện là chúng ta mua phải một chiếc máy dựng, hay là thậm chí mua phải một chiếc máy nhái thì nó còn thiệt hàng tiền chục cơ. Đó, thế nên là anh em cứ lên xem cái clip này để anh em rõ hơn, để anh em có thể mua được những chiếc máy chuẩn nhất bản 5G Hàn Quốc. Về tương lai chúng ta sẽ dùng 5G những chiếc máy này. Đó, đầu tiên, việc đầu tiên nhá, là mình sẽ nói sơ qua về những chiếc Hàn Quốc này. Thì những chiếc Galaxy Note 10 Plus bản Hàn Quốc này về hình thức, về tất cả ngoại hình, về các thứ thì nó y như bản quốc tế, hay y như bản Mỹ, hay y như bản Nhật thôi. Nó chỉ khác cái in sau lưng này một chút này, ví dụ như là bản Mỹ thì nó giống hệt, hay bản Việt Nam thì gần như là giống hệt chữ Samsung này, nhưng khu vực dưới này nó rất khác nhá. Đây ví dụ ở đây là mình có một con màu đen thì sẽ nhìn rõ hơn. Thì chúng ta sẽ cùng nhìn thấy nó chỉ có một dòng thôi, nó có một dòng như này thôi này. Đó, mình sẽ bóc cái tem ra cho anh em xem, nó chỉ có một dòng thôi. Cái tem này nó dính quá, thôi à, anh em hiểu trên này không có gì đâu, như màu trắng nhá, mình bóc hết rồi, nó chỉ có một dòng như này thôi. Và trên cái dòng này ấy, đối với bản Hàn Quốc ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ tên mã N976N và có một ký tự Hàn Quốc, sau đó đến một cái dãy số như gọi là modem ấy, và đến một cái dãy số là email. Đó, bao giờ cũng như vậy nhá. Bản Mỹ thì anh em xem lại clip kia để em biết nó sẽ khác. Còn bản quốc tế này, đây là một chiếc bản quốc tế này, thì nó sẽ có hai dòng, bên dưới nó sẽ ghi rõ là được thiết kế và lắp ráp sản xuất tại sao bởi Samsung. Đó, bên trên thì nó sẽ ghi là tên mã nó sẽ là N976F hoặc DS, đó là bản quốc tế, đây là bản chính hãng tại Việt Nam này. Và bên cạnh nó sẽ là dãy số email. Đây là bản quốc tế nha, là sẽ dãy số email 1 ở đây. Đó, thì mình nói lại là nữa là Samsung thì bao giờ cũng sẽ in email sau lưng. Chắc chắn một điều là bao giờ cũng sẽ in email sau lưng đối với những bản thương mại bình thường. Trừ cái bản Hồng Kông Note 8 mình từng làm clip là nó sẽ không in email, nhưng những cái bản ví dụ như là Note 10 của Hàn Quốc này nó sẽ in email ở sau này, anh em lưu ý nhá, nhưng Hàn Quốc nó chỉ có một dòng thôi. Đó. Tiếp nữa là về màu sắc thì nó cũng bản Hàn Quốc nó sẽ tương tự như những chiếc bản quốc tế khác thôi, nó sẽ đầy đủ màu sắc. Ví dụ ở đây hiện tại mình đang có là có màu trắng này, màu trắng sứ này, màu đen này, màu ánh kim như này này, hay còn gọi là quốc tế là màu bạc ấy, và một cái màu nữa là màu xanh như thế này, nhưng mà màu xanh thì khá là hiếm. Cái này là máy bản quốc tế mà hiện tại em mình đang dùng, thế nên là mình có mượn tạm để mình lấy cho anh em hình dung cái màu bản quốc sẽ có màu xanh như này nhá. Đây là bản chính hãng Việt Nam luôn. Đó, nhưng mà bây giờ mình chỉ còn cái ba màu như này thôi. Thế mình giới thiệu cho anh em ba cái màu như này. Thì bao giờ là bản Hàn Quốc ấy nó cũng như bản màu khác này, kích thước y hệt xì, và cũng sẽ bản 5G ấy, nó sẽ có cái màu sắc tương tự, chứ không giống như chiếc F10 5G đâu, thì nó sẽ khác. Như đây là S Note 10 5 Plus 5G thì nó sẽ tương tự như vậy. Đó, anh em lưu ý mình như vậy nhá. Đó là về hình thức này. Nếu anh em đi mua máy ấy, với mức giá là người ta quảng cáo là mức giá đã qua sử dụng hàng 99%, thì anh em vẫn đòi hỏi là máy phải đẹp. Đơn giản thôi, như bên mình đẹp thì mình phải nói là đẹp như bên mình. Đó, đây cho anh em xem nhá. Tất cả các viền này, anh em cũng xem nó sẽ không bị cấn đâu. Đó. Tất cả các viền này không bị cấn này. Đấy, soi kỹ hơn một chút về lưng nhá. Đây, cầm chung màu đen soi cái lưng không xước sát gì nhiều này. Và bao giờ nhá, bao giờ chữ Samsung được in ấy. Đây, ví dụ đây là chữ Samsung được in này. Đó, nó sẽ là in chìm bên trong. Đây, anh em lưu ý với mình này. Đó, tiếp nó sẽ in chìm bên trong, em lưu ý nhá, là in chìm bên trong. Và nó sẽ không có màu bạc đâu nhá. Nó sẽ không phải là màu bạc sáng đâu.
nó sẽ không phải bằng sáng đâu, bởi vì mình thấy là một số lắp lưng là làm lại này, hay một số cái lắp lưng của hãng fake này nó sẽ in bên trên và nó sẽ là màu bạc rất sáng, nhưng đây nó sẽ là cái màu tối tối so với lưng, ví dụ như đây là màu đen chẳng hạn thì nó sẽ là màu bạc nhưng mà nó sẽ tối tối đi, nó sẽ có pha đen đây đấy, và nó nằm bên trong nhá. Chúng ta sẽ gãi tay đây, chúng ta sẽ thấy là nó trơn như bình thường thôi bởi vì nó nằm bên trong mà đấy, cả cái màu bạc này như vậy này nó sẽ tối hơn chứ nó không bằng hẳn đâu nhá. Và chữ Samsung này nó nằm bên trong luôn đây, cái màu trắng này vậy, màu trắng này khó nhìn hơn, nhưng mà chữ Samsung của màu trắng nó sẽ là màu trắng và nó sẽ trắng hơn cái lưng này một chút, nhưng mà nó cũng sẽ nằm bên trong đó, là em lưu ý là như vậy nhá. Đấy là cái lưng của cái chữ Samsung này in trên chiếc máy Hàn Quốc, còn những chiếc máy của Nhật Bản sẽ không chữ Samsung rồi, đúng không? Cái việc đấy là mình sẽ làm clip sau khi mà có chiếc máy Nhật Bản đó, anh em không còn quan tâm được gì đâu, đúng không? Đó, còn bây giờ là tiếp nữa chúng ta sẽ soi phần camera. Thì sản phẩm Note 10 của Hàn Quốc 5G hay cũng như Note 10 quốc tế nó giống hệt nhau thôi, nó đều có 4 camera đằng sau, trong đó là sẽ có 3 camera nằm ở khu vực này đó, anh em nhìn nhá, 3 cái thấu kính nó sẽ hoàn toàn khác nhau đó, 3 cái thấu kính camera sẽ hoàn toàn khác nhau đó, anh em lưu ý này, bên dưới cùng nó sẽ rất là to, đây có lẽ là camera chính này, nó rất là to này đó, ở giữa nó sẽ là camera mà chỉ nhìn thấu kính nhỏ nhỏ thôi, bên ngoài sẽ nhìn thấy 2 cái thấu kính bên trong đó, và phía camera nữa là nó nằm phía này, phía giữa của cái đèn flash ấy, cũng như là cái cảm biến phía dưới này, đây một camera nữa nằm ở đây. Anh em lưu ý nó là sẽ là cụm 4 camera nhá, Note 10 và Note đấy, đó sẽ là 4 camera như này, và cái viền đường viền của cái camera này, đường viền của cái cụm 3 camera chính này nó sẽ có cái màu tương đồng với viền này đó, đây là anh em nhìn nhá, đây màu đen này cũng như này nó sẽ có màu tương đồng nhá, hay là có màu bạc này đấy, nó sẽ có màu tương đồng với viền, hay là màu xanh cũng vậy thôi, nó sẽ là màu tương đồng với viền, cái viền của camera sẽ đầu từ viền của máy. Anh em lưu ý mình như vậy, đó mới là chuẩn nha. Và cái việc mà anh em xoa đây thì anh cũng tiện luôn, bởi vì đây là một sản phẩm chống nước, bởi vì đây là những sản phẩm chống nước ấy, thì anh em lưu ý để em lau thật kỹ vào cho mình, nhìn thật kỹ bên trong những cái thấu kính này xem nó có bụi hay không. Nếu nó có bụi thì đã bị tháo ra rồi nha, hoặc là nếu nó có một cái màu sắc khác nên nó không được đều ấy, nó có màu sắc khác nên không được đen đều ấy, thì nó đã bị tháo ra rồi và đã bị dính cái gì đó vào bên trong, ví dụ như vân tay hay bụi rồi. Đó là cái này anh em xoa thật kỹ vào cho mình. Đấy, đi xem chỉ cần soi những cái chỗ này là biết đường nó bị tháo ra chưa hay không thôi. Lưng bị xước tí không sao, bởi vì dù sao nó là máy cũ thôi. Nhưng bên mình thực ra mình bán đẹp, lưng của những chiếc máy này gần như chưa xước đâu. Đó, tiếp nữa là chúng ta sẽ soi về cái mép của cái viền này và cái lưng kính. Đó, soi kỹ nha. Thường thường này thợ nó hay cạy khu vực này lắm. Thợ nó sẽ hay cạy ở khu vực này. Thế nên là soi kỹ khu vực này mà nó có một cái vết màu nó bị xước ở bên trong, chắc chắn nó bị cạy rồi. Đó, anh lưu ý mình như vậy. Xước bên trong nó sẽ cạy rồi. Yên tâm là tí xem áp suất thì cũng có thể phỏng đoán được có vấn đề chưa cạy hay không, đúng không? Đó, nhưng mà cứ trước mắt thì cứ xem ngoại hình nhé. Đó, xem kỹ cái mép này xem nó bị cơ hở hay không. Nếu nó hở lên một chút thì đã bị cạy rồi nhé. Đối với những chiếc lốp 10 và lốp này bây giờ gần như chưa bị cạy đâu, cho nên anh em phải soi kỹ vào. Bị cạy chắc chắn là có vấn đề. Nó 8 lâu quá rồi thì mình không nói. Đấy, như Note 10 anh em phải soi kỹ nhá. Các đường nét rất đều này. Đó, bấm tay xem bị bùng hay không, bấm tay xem bị bùng hay không nhá. Đó, nó bị bùng có vấn đề luôn. Đó, anh lưu ý như vậy. Đó, đấy là về xoay cái lưng. Tiếp đến tất nhiên là cái lưng mình sẽ đến cái viền, đúng không? Lau thật sạch nhá, xem cái viền này. Đấy, thì anh em lưu ý này. Cái viền của những chiếc máy điện thoại đời mới bây giờ bao giờ nó sẽ có một cái phần nhựa riêng lên như thế này. Đây. Hay là đây. Đó, hay dưới này cũng có này, hai cái phần nhựa riêng này. Thì một điều, đây là khu vực là nó để làm anten ấy. Có phần nhựa phần kim loại là mang tiên chính cái điện thoại đấy, thì bao giờ anh em lưu ý nhé, một điều là cái phần nhựa này nó sẽ có màu tương đồng với nhau và nó sẽ liền một khối, người ta được mài đi và sau đó người ta mới sơn lên thì nó sẽ liền một khối với mép luôn, gần như chúng ta nhắm mắt và chúng ta chỉ thấy gồ gồ một tí thôi, chúng ta sẽ không cảm nhận được nhiều đó, chứ bên trên này như vậy này, anh em lưu ý mình như vậy nhá. Chứ nếu mà nhá nó tách ra này, soi thấy nó tách ra một lớp mà cảm tưởng như nhét cái dao lam mà được ấy, thì chắc chắn nó không phải xịn rồi, hoặc là nó sẽ thấp hơn so với cái viền, thì chắc chắn cái viền bị phun sơn lại. Đấy, cái viền nhựa này anh em lưu ý nhá, màu sắc sẽ đều đồng đều với nhau, cái màu sắc của các viền nhựa này sẽ đồng đều với nhau, y như màu nhau luôn, chứ không phải một cái sáng hơn một cái tối hơn đâu nhá. Đó, và cái viền nhựa này sẽ có màu tương đồng với viền của chân sạc, trừ trường hợp chân sạc được cắm nhiều và bị cái viền này bị mòn thôi, nhưng cái mòn thì nó phải trùng viền chân sạc. Đây là màu đen nhé, đây một bà anh em nhìn này, đó nhìn thấy cái viền màu xám xám chưa, trùng màu viền chân sạc này, cái màu bạc sẽ nhìn rõ hơn này, đây cũng vậy này, đây cũng vậy này, đây cũng vậy này, và cả dưới này nhá, cái này che rồi nhưng cũng vậy hết nhá, anh em lưu ý nhá. Đó, đó là cái về cái màu của cái viền đây, cái cả cái màu trắng nhá, cho anh em xem lại này. Đó, nó sẽ có màu tương đồng với cái viền của chiếc sạc này.
đó anh em lưu ý nhá. Và tiếp nữa lại tiếp tục ở cái viền, chúng ta sẽ soi những cái mé cái khu vực mà có những cái được khoan lỗ, ví dụ như loa ngoài nhé, đều với nhau tăm tắp này, mic nhé, đó tròn xoe này, và sẽ không có một vết thừa tí nhựa kiểu sơn phun này, đó tròn xoe này, đấy, cái khu vực này này tròn xoe này, anh em lưu ý với mình này, đó có nghĩa là không có thừa một cái nhựa phun sơn nào, tất nhiên là phun sơn sẽ lộ, hay là cả cái nút nó là nút rời mà, thế nên nhiều khi phun sơn người ta sẽ không để nút đây người ta phun đâu, thế là cái màu của cái nút này, với màu của cái viền nó sẽ đồng đều với nhau này, và cái nút rất là chắc chắn nha, gần như lay không có tác dụng gì luôn, đó rất là chắc chắn này. Đây. Đó, rất chắc chắn, nút 10 làm rất chắn, ấn rất đều tay, ấn rất đều tay nhé, cả khu vực trên này vậy này, đó ấn rất đều tay này, anh em lưu ý vậy, đó các nút là đều màu này, đều tay này, đây, đó đều màu, đây màu xanh nhá, màu xanh của bản chính hãng thế thôi, đúng không? Đó, nhìn cái màu rất đều nhá, đấy cái viền nó phải như thế. Tất nhiên rồi, ở cái viền nó sẽ có một khu vực nữa rất quan trọng, đó là khu vực để bút này, đúng không? Đó, khu vực đáy bút này chúng ta rút ra và nhìn xem có thừa sơn thừa xước không, có lộ sơn không, có bị mài hay không, đều tắp như thế này là ok. Đó, tí cái bút thì chúng ta sẽ xem sau. Đó đấy nha, đó tròn xoe này, đấy, con này cũng vậy này, đó, ok anh em nhìn thấy không, tròn xoe nhá. Đó còn bây giờ chúng ta sẽ xem đến cái bút, đúng không? Và rút bút là chúng ta sẽ xem kỹ đến cái bút nhá. Thứ nhất là cái màu ở đáy cái bút nó sẽ trùng với lại cái màu cái viền, nó là bút theo máy và bao giờ cũng sẽ có một công thức cố định như này. Nốt 10 sẽ không tặng theo hai bút giống như bản 52 của nốt 9 nữa. Đó, thế nên là cái bút theo máy chắc chắn nó sẽ chỉ là một màu như này thôi. Cái màu bạc này thì khi rút bút ra chúng ta sẽ có một cái bút màu xanh như thế này. Màu đen sẽ là cái bút màu đen nha. Màu trắng nó sẽ là cái bút màu trắng. Mặc dù cái viền bên dưới này nó vẫn là màu bạc nhưng sẽ là bút màu trắng như thế này. Đây, cái màu xanh. Nó sẽ là bút màu xanh. Đó, trông rất giống cái bút có chiếc màu bạc nhưng mà cái đầu nó là màu xanh. Đó, nếu trong trường hợp mà nó như thế này. Đây, dưới này nó lại màu bạc. Thân đúng là màu xanh như máy thì chắc chắn đây là bút của màu bạc nhá. Bút của màu nào nó phải đúng màu như thế, anh em lưu ý này, màu bạc này, màu xanh thì tất cả cây bút đều màu xanh rồi nhá. Màu bạc nó phải là thân màu xanh và bên dưới đáy nó sẽ là màu bạc như viền, nó phải trùng màu với viền đúng không? Đó, màu đen nó sẽ là màu đen xì như này, đen hơn cả lưng nhưng mà dưới này nó sẽ trùng màu với lại cả viền. Đó, màu trắng có nghĩa là cây bút nó sẽ không đồng đều màu từ trên dưới đấy, nó sẽ là bút màu trắng nhưng mà cái nút và cái dưới này nó sẽ trùng màu với lại cả cái viền. Đó, lưu ý với anh em một điều nhá, cái nút này và cái dưới này sẽ giống màu với nhau nhá. Đó, riêng cái màu này thì khác này. Đó, anh em ý nhé, như cái này bóng nhỉ. Đó là chỉ chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái khu vực này. Đó, đó là cái bút chuẩn nó phải như thế. Đó, bên ngoại hình viền viết và bút như thế rồi, bây giờ sẽ đến màn hình. Ok chưa? Anh em cùng nhìn cái màn hình nhá, thấy nó đen chưa? Thấy nó đen như là một tấm một khối chưa? Đen như là một khối hết luôn. Nhưng thực ra nó có viền đúng không? Đó, đây vào này. Anh em thấy nó đẹp xì không? Thế nên là nếu trường hợp anh em đi mua online, anh em bảo là người ta chụp máy trước đi. Nếu người ta chụp máy cho mà nó không đen như này thì chắc chắn là cái màn hình có vấn đề rồi, hoặc là máy fake. Máy fake thì thường hay dùng màn hình với tấm đèn rẻ tiền ấy thì nó sẽ bảo là màu trắng, nó sẽ không màu đen hẳn như này anh em nhìn nhé. Rất là đen, càng xịn thì càng đen. Đó, nhìn không thấy viền luôn. Chỉ có mở sáng thì chúng ta mới nhìn thấy viền, đúng không? Đó, cái viền nó mỏng như này. Camera trước thì nằm ở đây một cái thôi. Đó, viền nó mỏng như này này. Anh em lưu ý nhá, soi thật kỹ cái viền xem nó có bị xước bên trong hay không. Xước bên trong bị tháo rồi. Viền xịn phải như này nhá. Và rất là mỏng. Viền rất là mỏng. Những cái chiếc máy fake ấy thì thường thường nó sẽ làm dày như này này. Viền rất là dày như này, viền rất là mỏng nhá. Đó, anh em nhìn lại là cái viền của nó này. Đó là màn hình. Và tất nhiên là trên màn hình nó sẽ không in bất cứ một ký tự nào cả. Đó, trên màn hình nó sẽ chỉ là một màu đen tuyền duy nhất thôi. Sẽ không in bất cứ một chữ, ví dụ Samsung hay là Galaxy hay gì cả, nó sẽ đen tuyền như này. Đó, anh em lưu ý như mình như vậy. Và anh em soi thật kỹ cho mình là bên trong màn hình nó có bị bụi nào hay không. Là cái nhất sợ bị ép kính rồi đúng không? Đấy, bật sáng mà soi thật kỹ sẽ có bị bụi trước màn hình hay không? Đó, màn hình phải không có bụi. Bởi vì nó là sợ bị ép kính. Đó, thứ hai nữa là tất cả cái mép màn hình này nó phải đều nhá, nó không bị lệch, không bị lệch này. Mép màn hình này nó phải đều nhá, không bị lệch nhá. Thứ nữa tắt đi này và vuốt cái mép này. Nhìn thật kỹ này. Vuốt nó sẽ rất là đều tay nhá, nó không bị cộm cộm ra nhiều, nó không bị cái gai tay đâu. Đó, nó không như lắp lưng thì bị gai nhưng cái này không bị gai đâu. Đấy, rất là mượt mịn nhá. Soi thật kỹ các mép này xem có bị cậy không hay là có vết dấu vết của dán tem hay không bên trong hay không. Soi thật kỹ vào, đó nó phải đều, bấm cho nó bị bồm bồm hay không.
bấm mà nó bập bùng thì chắc chắn là bị tháo ra, ép kính lại rồi và người ta dán không chặt. Đó, xoay thật kỹ khu camera đằng trước này, camera đằng trước này nha, xoay thật kỹ mà xem nó có bụi bên trong hay không. Nếu bị bụi bên trong thì chắc chắn tháo rồi. Đó, đó là về hình thức bên ngoài. Tiếp nữa đến phần mềm. Đấy, cùng bật máy lên xem. Test chức năng thì mình không nói nhiều nữa, bởi vì test chức năng là quá dễ đối với anh em rồi. Nghe có gọi chụp ảnh các thứ thì bật camera là dùng được, đúng không? Đây, việc đầu tiên của những chiếc máy này cũng mình đã giới thiệu kể cả chiếc máy của Mỹ như vậy thôi. Chúng ta sẽ ấn vào tổ phím như thế này cho mình. Đây, một chiếc máy của Hàn Quốc, tất nhiên là chưa chạy ROM gì cả. Nó sẽ rất là nhiều ứng dụng của Hàn Quốc như ở đây. Đó, cái này là của nhà mạng LG U cộng nhá. Cùng khởi động mà xem. Đây, cái này là của nhà mạng LG U cộng này. Khởi động lên nhiều khi lên chữ LG. Đấy, nhưng nó là của nhà mạng LG U cộng, cũng thường hãng LG. Đó, anh em nhìn thấy U cộng 5G nhá. Hàn Quốc nó phải có tên nhà mạng như vậy. Đây. Đây, SKT này, SK Telecom đấy. Đấy, cái này cũng của cái này của nhà mạng khác luôn đấy sao này. À đây, cái SK Telecom 5G đó. Bật khi bật lên thì sẽ hiện chữ Galaxy Note 10 5G là thường của Hàn Quốc là như vậy nhá. Đây U cộng 5G này, đây là nhà mạng LG U cộng này. Còn đây là của những nhà mạng STK Telecom nhá, thì nó sẽ hiện như này. Đó, lên luôn. Anh em nhìn đâu? SKT 5G này. Đó, của Hàn Quốc nó sẽ hiện y nguyên những logo của nhà mạng, bởi vì những chiếc máy Hàn Quốc nguyên bản là những chiếc máy chưa chạy ROM thì nó phải như thế anh em nhé. Đây, bây giờ là chúng ta sẽ cùng ấn cái tổ phím này, bởi vì những cái máy nhà mạng Hàn Quốc đa phần chúng ta sẽ ấn được, chứ không ấn được là có vấn đề rồi, là nhà bán hàng cố tình xóa đi rồi. Chúng ta sẽ vào nhanh cái mục sensor này. Ở trên này chúng ta sẽ test được màn hình đen, đỏ, xanh, xanh này, đỏ này, xanh blue này và trắng, để chúng ta test xem nó có bị điểm bóng mờ hay là có bị bụi không. Là cái này rất quan trọng rồi, cái này mình không chỉ nhiều nữa bởi vì rất nhiều anh em biết rồi. Nhưng có cái này này, phần sensor nhé. Đó, chúng ta sẽ cùng nhìn vào phần cả 1002 này. Đây là cái cảm biến áp suất, có nghĩa là nếu còn áp suất thì có sẽ chống nguồn nước và còn nguyên bản đúng không? Chúng ta nhìn số 2 nhé. Chúng ta bấm vào màn hình này, chúng ta nhìn lên số 6 không? Con này là còn nguyên bản, nó sẽ nhảy rất cao. Đó, nó sẽ nhảy được rất là nhiều đơn vị, có thể lên đến 4 đơn vị đấy. Trung bình là số 1, số 2 nhé, nhưng ấn lên này, nó sẽ lên được số 6. Anh em lưu ý là những con này sẽ rất là ngon. Còn những con nào mà nhảy được 4 đơn vị thì những con đấy là nhiều khả năng cũng bị tháo rồi, nhưng cũng nhiều khả năng sẽ không bị. Nhưng mà người ta kiểu như cao thủ, người ta dán lại áp suất giỏi đấy, thì người ta sẽ dán được, nhưng mà chỉ là một đơn vị thôi. Đây, đây nhìn số 2 nhá. Có anh em nhìn đâu, lên rất cao này. Đấy, lên 2-3 đơn vị liền đấy. Thậm chí nếu bấm mạnh tay lên được, đó, lên được 4 đơn vị nó là chuẩn. Đó, anh em lưu ý mình như vậy nhá. Đây, sẽ thoát ra ngoài màn hình chính lại lần nữa này. Đó, thì chúng ta sẽ có kiểm tra sao không thang, không sao thang để kiểm tra áp suất nữa. Nhờ áp suất ấy, nếu còn hay không thì chỉ khẳng định được 80% là sẽ bị tháo thôi. Bởi vì nhiều cao thủ người ta dán lại được ấy. Thế nên anh em xoay thật kỹ mép viền nó có bị hay không. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ kiểm tra được là có chuẩn bị không, tin tưởng vào cửa hàng bán thôi. Đó, thì tất cả các máy này ấy, bản Hàn Quốc nói riêng cũng như là nếu mà giống như bản quốc tế ấy, các nước ấy, trừ Hàn, Nhật Bản, Hồng Kông và Mỹ thì nó sẽ sử dụng chip Snap, chip bản Hồng Kông này, bản Mỹ, bản Nhật Bản này sử dụng chip Snap để nó gần nhất. Còn những chiếc máy này nó sẽ sử dụng chip Exynos. Đó, thế nên là chúng ta sẽ, bởi vì nó là những trong phân khúc đắt tay, sách tay đắt nhất, thì chúng ta phải kiểm tra xem là có đúng sử dụng chip Exynos hay không, Exynos hay không, bằng cách là chúng ta cài một cái phần mềm, là cái phần mềm tên là AnTuTu ấy, đúng không? Để mình tìm xem là mình đã cài trên nào. Đấy, nó có một cái phần mềm kiểu như AnTuTu ấy, là chúng ta sẽ xem được. Đây, mình đã cài rồi thì phải, mình đã down rồi, tại sao lại không ở đây? Chắc chưa, mình chưa cài. Thì hiện mình đã down cái AnTuTu về đây rồi, nhưng mà nó không cho cài, bởi vì là Google người ta không khuyến khích cái này thì không sao. Chúng ta có một ứng dụng tiếp mà riêng cho Samsung và của người Việt phát triển, đó là ứng dụng Phone Info nhé. Chúng ta sẽ vào đây này, thì ở trên này nó sẽ báo nhãn hiệu này cũng như tên mã là N976N nhé, thì chúng ta sẽ xem trùng với ở đây đúng không. Đó, thì sản xuất tại Hàn Quốc này, nó có sắc ngày sản xuất đây và sẽ có màu, ví dụ như đây là màu bạc thì sẽ ghi đúng là màu bạc nhé. Bluezone ấy anh em nhìn nhé, màu trắng như cái này này thì nó sẽ ghi đúng là màu trắng thì nó mới chuẩn nhé. Chứ còn nếu nó ghi khác màu thì anh em cứ lưu ý là bị thay vỏ rồi đúng không. Đây là màu trắng, màu trắng, tất nhiên là màu đen nó sẽ ghi màu đen, là màu xanh nó sẽ ghi là màu xanh, nó phải chuẩn như thế nhé. Đó, thì ở bên này nó có một cái số, ví dụ như là quốc gia xuất xưởng là Hàn Quốc này, có tên mã nhà mạng là như thế này, và được từng lắp SIM của Viettel và được, có nghĩa là dùng được như quốc tế, nhưng mà nó là xuất thân từ nhà mạng Hàn Quốc đúng không. Và phía trên này có phiên bản phần mềm này. Đó, phía này dấu hiệu rốt hay chưa là chưa, chúng ta không quan tâm nhiều, quan tâm đến chỗ này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy dùng chip Exynos 9825 nhé, 64 bit, đó mới là chuẩn nha. Sử dụng chip đồ họa là ARM Mali G76, như vậy mới là chuẩn. Đó,
bằng mạch như thế này. Màn hình đúng phải 6,75 inch và độ phân giải như này. Độ mật độ điểm ảnh như này, camera như này. Đó, đấy là cách kiểm tra mà. Bởi vì là nếu như máy fake ấy, thì nó sẽ cài phần mềm nó sẽ không lên đâu. Anh em lưu ý mình như vậy, chỉ có máy của Samsung thì cài phần mềm nó mới lên được như thế này. Đúng không? Đó, đây là cái phần mềm gọi là phần mềm full info, những cái quan trọng nữa này. Chúng ta sẽ ấn lại này. Sau thăng 06 thăng này thì nó sẽ ra cái email ở đây. Nó sẽ ra cái email ở đây nhá. Nó có thể sau thăng 06 thăng thì nó phải trùng ở sau lưng. Nó phải trùng sau lưng, chắc chắn nó phải trùng sau lưng. Đó, hay là 06 thăng 06 thăng thì chúng ta phải vào cài đặt. Đó, chúng ta kiểm tra nó phải chuẩn. Đây và thông tin điện thoại nhé, chúng ta sẽ nhìn ở chỗ này. Nó là số email đây thì nó phải chuẩn sau lưng như thế này. Đó, nó phải chuẩn sau lưng như này. Số email bỏ vào số email trên máy nó phải trùng nhau, cái điều chắc chắn phải có rồi. Và mình khẳng định với anh em luôn, chắc chắn những chiếc máy Hàn nó phải có in email sau lưng. Còn nếu nó không in email sau lưng ấy thì đấy là lắp lưng không phải của nó. Inside email thì chắc chắn lắp lưng không phải của nó, đã được dựng lại. Đó, anh em lưu ý như vậy chắc. Thì khi anh em xem hình thức máy ok, tất cả thứ ok, anh em vào kiểm tra phần mềm đúng là chip Exynos, đúng là con áp suất và đúng là email trùng với sau lưng thì chắc chắn khẳng định anh em đấy là chiếc máy để có thể là nói là gần như là chuẩn 100% rồi. Đó, còn hên xui là chiếc máy đấy có bị dựng hay chưa ấy, có bị sửa chữa bên trong hay chưa ấy, thì nó còn dựa vào uy tín của từng cửa hàng cơ. Đó, chắc chắn mình đã làm clip này thì mình sẽ không bán những cái hàng vớ vẩn cho anh em rồi. Thế nên là anh em tin tưởng, anh em có thể đặt hàng mua bên mình theo địa chỉ website mn.vn hoặc anh em điện thoại cho mình theo số điện thoại là 02256789. Bên mình đã ship toàn quốc cho anh em, nhận được hàng anh em phải thanh toán nhé. Hoặc là anh em có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình là 170 Lạch Tray để anh em xem trực tiếp máy và mua hàng khi anh em chọn được những chiếc máy ưng nhất. Và tất nhiên là nếu mà chuyển đi xa thì bên mình sẽ phải chọn thật kỹ để chiếc máy tốt nhất mình mới chuyển. Chứ còn chuyển đi mất công, anh em chuyển đi chuyển về thì tiền phí mình mất mà anh em có đâu mất đâu. Mà mất uy tín của bên mình thôi. Anh em yên tâm là như vậy nhé. Anh em xem clip này mà thấy bổ ích, anh em chia sẻ cho mọi người cùng xem này. Anh em có thể cho mình một like ủng hộ mình hoặc subscribe YouTube của mình để theo dõi rất là nhiều clip mình hướng dẫn anh em cách chọn những mua được những chiếc điện thoại Samsung hay là những điện thoại iPhone hay những chiếc điện thoại Xiaomi một cách chuẩn nhất. Đó, ở kênh YouTube của mình thì chỉ đưa ra những phương thức như vậy thôi, cũng như là hướng dẫn anh em cách mở khóa những chiếc điện thoại bị khóa. Đó, cảm ơn anh em xem clip nha. Chào tạm biệt anh em. Bye bye.